giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại hai chàng trai, đó là Lâm Sơn và Xuân Trường. Xin mời. Chúng ta sẽ cùng tiến tới vòng 3 có tên gọi là ngôi sao may mắn. Nhưng trước tiên hãy cùng nhau tìm lấy ngôi sao may mắn. Nó nằm đâu đây trong ba chàng trai này, trong cái túi quần hay túi áo gì đó. Mình chọn cái người đó đồng nghĩa là người đó sẽ là đồng đội của mình trong thử thách thứ ba nha. Trời, thật sự rất là khó chọn luôn á. Cho nên là ai chọn em không? Ai chọn em giơ tay giùm cái ạ. Giơ hết luôn đi. Dạ em chọn áo xanh, anh là người giơ tay đầu tiên ạ. Dễ thương, hợp lý. Anh xinh lè xinh lét này có khi dạ. Có ngôi sao đó. Em sẽ chọn anh màu trắng, áo màu trắng ạ. Áo màu trắng, mời bạn. Vâng thưa quý vị, như vậy là Buka đã chọn Thành Nhân. Còn Hồng Vịnh đã chọn lấy Lâm Sơn. Chọn thôi chứ không có lấy anh ơi. Chúng ta sẵn sàng cho vòng 3. Nhưng trước hết hãy cùng người dây lao trong vòng ít phút. Đang quay trở lại với vòng 3 của chương trình Giác Quan thứ 6. Vòng 3 với tên gọi là Ngôi Sao May Mắn. Có một trò chơi rất dễ thương, có một cái tên riêng là Bữa Tiệc Bánh Ngọt. Chúng ta có một đội là một nam và một nữ, sẽ chia ra hai bên. Khi mà người nam thực hiện á, thì người nữ sẽ cúi xuống và dùng miệng đón lấy chiếc bánh này nha. Đây không như tới. Vậy là không tính. Sau đó người nữ sẽ làm lại và người nam lại hướng bên đây. Đúng rồi, như vậy rất dễ hiểu không mọi người? Vâng ạ. Chúng ta giành quyền thi trước nào. Em nhường chị. Em xấu được, em dễ lắm. Ok, vậy mình thi trước ha. Dạ. Và bây giờ là thời gian cho đội Buka bắt đầu. Rồi. Thôi, dơ. Wow. Hay quá. Trời ơi, mạnh tay lên. Em không miệng rồi. Ừ, dội ra là không được. Ê, em đụng rồi nha. Không. Ủa? Không, phải gấp được, phải gấp được. Ôi, hồi nãy đâu có vào đâu. Chuyên vàng quá. Đúng rồi. Nè nè, xuống 1, 3, 2 xuống rồi, xuống. Hết giờ. Bây giờ xin được đếm số bánh mà đội Buka đã đạt được. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 cái. Và bây giờ 3 phút dành cho đội xin Hồng Vịnh xin được phép bắt đầu. Không đến. Đúng rồi, một cái. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Quá luôn, trời ơi. Có đánh không vậy? Không. Đó. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Sau một hồi trục trặc kỹ thuật thì cuối cùng đã làm được một mớ đáng kể đây. Đếm thử nha. 2 nè, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 16, 18, 19, 2, 11. Dư 2 cái bạn hay là rõ ràng. Chưa chắc là giác quan mạnh thì thể thao nó cũng mạnh đâu.
Và đội chiến thắng trong vòng 3 này đó là đội của Hồng Vịnh. Bạn đã đem về cho mình 10 điểm. Chúc mừng! Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm ngôi sao may mắn. Không biết là một trong hai chàng trai này có ai đang giữ ngôi sao may mắn hay không? Nếu như các bạn có thì khách mời của chúng ta sẽ được nhận một phần quà rất là giá trị. Sau 3 tiếng đếm của anh Trương Thế Vinh thì các bạn hãy lấy ra ngôi sao may mắn nếu như có. Không thì hãy lấy ra tay không, đừng lấy thêm cái gì khác. Tiếp vào Trương Thế Vinh. 3 2 Và 1 Tiếp mời. Anh cầm hai gì mà cầm dữ vậy anh ấy? Không có chàng trai nào đang giữ ngôi sao may mắn mở cho mình con. Cả Như vậy là chàng trai Xuân Trường đã cùng với ngôi sao may mắn ra về rồi. Đi rất về tiếc. Rồi thật tiếc. Bây giờ chúng ta sẽ được tổng kết số điểm của 3 vòng thi. Mặc dù chiến thắng trong vòng 3 nhưng mà số điểm của Hồng Vịnh chỉ là 20 thôi, vẫn chưa chiến thắng được. Và người chiến thắng ngày hôm nay là Buka với số điểm là 30 điểm. Chúc mừng. Đồng nghĩa với việc Buka nhận được phần thưởng là 10 triệu đồng. Wow. Như vậy là chúng ta đã chứng minh được có những người ta nghĩ là giác quan người ta rất yếu, không hề có, và người ta là chiến thắng, đúng không? Hãy theo dõi chương trình của chúng tôi để tự nhận xét xem khả năng giác quan của quý vị khán giả có mạnh hay không nhé. Đừng quên khung giờ phát sóng. Chương trình Giác quan thứ 6 được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Giác quan thứ 6. Xin chào và hẹn gặp lại.